đấy, đắt hàng chứ, đồng chí rất đắt hàng, có những hồng ngọc mai như bán hoa luôn, đúng là đấm chất bán hoa luôn. 500.000 một gốc thì phải, hôm trước tôi có quay còn cây mai nu là dòng mai thân nó cứ nổi u ở cục này các bạn. Bắt tay. Cộng thêm tí nữa đây anh. Thôi thế thôi, về anh còn đấy mà. Tiếp được cái em bán luôn. Không thì đấy được thì anh đấy luôn. Đây phải của anh Duẩn không nhỉ? Chưa làm cái gì cả. Xe này. Còn làm ốm người. Tại đâu phải làm, em tổng tàng hết rồi. Tàng cái rồi anh chơi. Chơi rồi nó phải rõ ràng. Bán ở trước kia em bán. Bán rồi. Em phải chơi đây. Bán rồi. Đấy được thì anh đấy luôn. Thôi thì em không đấy. Anh tên Duẩn đấy rồi, mà anh Duẩn đang đi săn cây đâu rồi. Đấy, cây này hôm nay được bày ra nhìn nó nổi chưa? Duẩn hoặc là Toàn Hải Dương các bác nhé. Vui lòng xem video, xem những cây đã quay của bác Toàn và bác Duẩn Hải Dương nhé. Để bác biết số vào đi nè. Cây này có bao giá mấy lần rồi đấy? Tôi chỉ nhớ là đã quay nó rồi thôi, chứ tôi không nhớ là đã báo giá bao nhiêu. Dù đẹp, dù lâu lâu lại thấy cây du già mịn sạch đấy các bác nhìn cây du nhá. Này nó dễ đẹp mà không loại này nó như cái dễ thôi nhỉ, nên là dễ của nó hay ra các loại dễ đẹp này, toàn to đẹp này, có đất rộng thả ra lên nhanh không, một gốc đất ra mấy chục cây cái dễ này thôi. Đằng này rất nhiều tùng hay. Không ở đây thì mình hỏi giá đi nhỉ, nhưng mà Duẩn này đi đâu á? Những cái tùng này thì được báo giá hết rồi các bác nhé. Cây du thì là chưa có giá. Cây du đang kể cương à. Vào việc cái đấy xong rồi. Đẹp. Đấy. Cây triển lãm đây. Đấy, ông này cũng hay này. Bé này hay này. Đấy, già lắm đấy, tỏ đấy. Rất thụ đấy. Tay thấp để có vách xuống hay đấy. Cái lối này làm được gì? Đây, cái này hai tay một ngọn này, đóng. Đây. Này, cứ tự nhiên thôi. Hay là hơi thấp. Không, càng thấp rồi hay cái cục tế này để làm tay thấp. Đấy, cái này hay đấy. Cái này cột vị đỉnh giống 2 feet. Hay già mà. Đúng rồi, chậu rồi chứ không phải là đất lên. Đấy, sạch. Nhưng nếu như mình thế về xét chứ làm lại tay để cái này khó làm. Dạ. Không có để cái tay mới hay nghịch cây hay. Xét trừ đi cho ra mầm mới là làm. Vâng. Có gì là bỏ luôn ra mầm mới. Đấy rộng ràng như thế này nó cũng tụt này.
thằng này thì nên ngọ thì cũng người ta giật vặn lên để cho nó dễ hình dung, dễ bán. Nhưng mà 5-6-7 chả biết cây kia đang bảo bao nhiêu tiền mà đông người quay thế. Đông người quay thế lại vào mắt người ta đấy. Gọi xì của ông nào đây? Không kêu à? Không kêu à? Không kêu này chơi hàng to đấy. À vâng, xin bác thuốc thơm quá. Này đẹp, thuốc to bé này đắt tiền nhục. Đấy. Nhiều người vây quanh thế thế. Em mình cái phôi phôi mini này em thích. Thích thì đấy, của nó thôi. Con này luyện là sao sẽ đẹp. Mà này đẹp chứ. Chơi nó không đau lưng, mặt kia đẹp lắm. Bằng lái xe này còn đẹp. Này đẹp. Sạch sạch mịn mịn nữa. Nó nằm chậu lâu đấy nó mới được như này. Xe này thì mấy mà vâng. Đây con này làm đây tay đủ rồi. Đang bận tiếp khách nên không không hỏi được. Hôm nay toàn là Hải Dương thì toàn Hải Dương thì không hỏi được giá. Còn ông ấy ông Cương này thì ông này bận tiếp khách. Đấy cái cây đấy thì đang đòi 75 triệu, cái que thì 30 mấy triệu ấy, vừa nãy bác kia bác nói nó tụt quần như thế cơ mà không kêu. Xì cổ đấy, hết một vòng chợ rồi. Hôm nay vẫn còn ít xe, chắc anh em vẫn ở Bắc Ninh nhiều. Vừa nãy tưởng bán cái này hoa, bán cái hoa. Vừa nãy tưởng bán cái này. Anh tính lấy luôn nhưng mà chưa được giá. Lấy mớ hoa kia lấy hết rồi. Ông lấy ông về làm đá. Đá thì đẹp. Hàng đấy toàn em hàng trồng hàng cần dễ. Thì dăm dễ làm nữa. To quá không vặn được. Đấy cây này hay. Cây này đấy để bày một mình nhìn nó mới hay. Cây này là bao tiền đấy? 4,5 triệu. Đẹp. Cái là xanh chỉnh. Một xe hồng mai hết rồi đấy. Chậu tàu đấy. Quản không đi đâu ấy. À đấy. Chi bao nhiêu anh? Chi nhỏ bao nhiêu? Cái nhỏ ra thì nó lên 12 triệu em ạ. Chúng ta vào xem nhé. Quên cái giấy là bao nhiêu tiền? 9 triệu. Cái tùng này báo rồi, quên mất rồi. Hai cái tùng đẹp quá. Tùng này. Cái kia đấy cho khách 25 triệu. Để rồi. Chưa. 25 triệu. Cái kia này. Cái đấy 55. À đấy, nhớ rồi. Nhớ rồi. Đây, cái này mới này. Cái mai mới. Cái này 20. 20. Lại. Giá rất êm ái cho anh em chơi. Nó đọc số. Quên lâu quên mất số. 0969 114 131 131. Anh em có nhu cầu chơi liên hệ nhé. Nhà còn rất nhiều cây viết. Cứ lưu số đi mà làm việc. Không chỉ có bao nhiêu cây đâu. Mai đó. Đúng rồi. Mai nu đấy. Rất đẹp đấy. Già quá nhỉ. Này bao nhiêu em ơi? 20. Chân bể đẹp đấy. Đúng rồi, đẹp. Chân bể nó lên như này. Bể sân nổi lắm. Bể sân nổi lắm. Hoa thơm.
nó là dòng thân nu, nu sân nó thu nu đẹp, nhìn rất thụ, rất loại này nó phải quần thụ, nhưng về là phải bỏ quần thụ ra. Vâng, nó vào form rồi là cắt bỏ ra thôi, bấm hết đi. Bỏ ra thì nó lại lên rông à? Không, người ta uống rồi, bây giờ nó được cái hình này rồi thì cắt ra thôi. À đẹp, bấm bỏ cái dây này đi. Ok các bác, buổi chợ hôm nay à, Cường vẫn đang làm việc. Okay, thì sáng sớm ta đưa video lên rồi. Dạ. Vâng vâng. Đi chơi chợ vui. Cây này sáng hoa hậu hay sao nhiều người quay thế? Nhiều lắm. Báo giá anh em bao nhiêu vừa nãy chỉ nghe không phanh. Nói thật là con này chia sẻ thẳng rồi là đấy giờ lấy vào 27 triệu rồi. À lấy 27 rồi. Người nào cộng thì sở hữu, còn không thì không có cơ hội. Còn có công lên đường. Có công thì lên đường. Đấy. Đấy là lộ hết rất với nhau. Mái đấy, mở Việt mở bài luôn rồi. Mở bài này. Không còn phải trọng nó 5 triệu rồi. Không phải thăm dò nhau gì đâu. Đấy. Chưa. Lại đọc số cái anh nhỉ. 097 515 6620. Rồi, liên hệ bác Cường Nguyễn. Xong xoay ra đây cho nó dễ nhìn. Nặng đúng không? Rồi, thế thôi là được. Cây rất cổ, rất già. Sạch mịn, hoàn thiện. Tử hay quá. Đón xuống đây quá tuyệt vời rồi. Lâu lắm rồi. Thân thì hóa lá hết rồi, bệ hóa lá rồi. Bánh bao đây. Chúc giao lưu thành công. Người ta chơi một đời người rồi anh. Cây này cũng đẹp này. Mấy ông tín đồ mini đâu rồi, không búc gì. Cây đấy bao tiền nhỉ? Con đấy 38 thì bán. Đấy, 38. Đẹp. Hay quá. Rồi, chợ hôm nay có ít nhưng mà có những cây rất hay. Các bác nhé.